ghế rất là rộng quý vị ạ, ghế rất là rộng và hai tay rất là to, bệ vệ để tay cũng rất là thoải mái. Và cái phần tựa lưng này Đức Nghĩa có làm một cái độ cong vát theo cái chiều cột sống của người dân Việt Nam mình, thì khi chúng ta ngồi tựa lưng sẽ rất là ôm lưng và rất là thoải mái. Đức Nghĩa kính chào quý vị và anh chị. Cách đây ít hôm thì Đức Nghĩa đã có ghi hình một đoạn clip ngắn giới thiệu về quy trình lắp ngang và dựng mộc bộ sản phẩm này. Thì hôm nay chúng tôi đã dựng xong phần mộc thô và đã sắp xếp thành một bộ hoàn chỉnh tại xưởng sản xuất để ghi hình đoạn clip ngắn này giới thiệu đến toàn thể quý vị và anh chị bộ ghế Như Ý Khánh Voi. Đây là phiên bản 2024 mà cơ đợt sở Đức Nghĩa cho ra mắt thị trường trong năm nay. Được Đức Nghĩa sản xuất từ chất liệu gỗ hương đá đỏ nhập khẩu từ Nam Phi và đặc biệt là được sản xuất theo kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền. Kỹ thuật mộng gỗ mà cơ sở Đức Nghĩa vẫn thường sản xuất những bộ sản phẩm cao cấp cho những anh chị khách hàng. Bộ ghế gồm có 10 món quý vị ạ. Được sắp xếp kê theo hình chữ U. Nếu kê theo kiểu kê này thì sẽ chiếm diện tích chiều ngang là 4m và chiều sâu này sẽ là 3,5m quý vị ạ. Sẽ rất là phù hợp với những gia đình anh chị có không gian phòng khách từ 35m2 trở lên. Và sau đây thì Đức Nghĩa sẽ giới thiệu chi tiết về từng món của sản phẩm này để quý vị và anh chị cùng tham khảo. Anh cameraman hãy tiến lại gần hơn. Đầu tiên đây là chiếc văng dài quý vị ạ. Chiếc văng dài có kích thước chiều dài phủ bì là 2m45, chiều sâu là 75 và chiều cao khoảng 1m2 quý vị ạ. Với cái phần bộ sản phẩm này thì chi tiết Đức Nghĩa lựa chọn đó là họa tiết những chú voi. Đây là một con vật rất là gần gũi với lại người dân Việt Nam, mang nhiều giá trị về tinh thần cũng như là về phong thủy quý vị ạ. Đầu tiên đây là cái phần chương trên quý vị ạ. Phần chương trên thì Đức Nghĩa làm liền từ một khối gỗ từ mép bên này sang bên kia và dày dặn là 8 phân quý vị ạ. Dày dặn là 8 phân. Và tiếp đến đó là cái phần vách tựa lưng được chia làm 3 ô và được đục chạm những bức tranh những đàn voi đang thong dong kiếm ăn rất là thanh cảnh. Và tiếp đến đó là hai cái phần tay ghế, hai phần tay ghế đây quý vị. Bộ sản phẩm này có kích thước chân vuông 14, nhưng ở cái phần tay này thì để cho cái phần để tay được thoải mái cũng như là cái dáng tay được to đẹp thì Đức Nghĩa làm cái phần tay này là dày tận 16 phân quý vị ạ. Dày từ 16 phân. Từ một khối gỗ liền, cực kỳ là đẹp và giá trị. Và tiếp đến là cái phần ván mặt. Đó. Anh cameraman hãy tiến lại gần hơn vào bên trong này. Ghi hình phần ván mặt này để quý vị và anh chị cùng chiêm ngưỡng đấy ạ. Vân gỗ hương tự nhiên, rất là đẹp. Có một màu hồng cánh sen. Bộ ghế này thì cũng vẫn đang ở nguyên phần mộc thô quý vị ạ. Vẫn còn những chi tiết vẫn còn chưa được sắc nét thì sau video này thì Đức Nghĩa sẽ chuyển đến xưởng làm nguội để làm nguội một sản phẩm này. Và tiếp đến toàn bộ ván mặt của một sản phẩm này thì Đức Nghĩa làm dày dặn là 2 phân quý vị, dày dặn là 2 phân. Và tiếp đến đây là cái phần khung tranh bao quanh ván mặt đây quý vị, khung tranh bao quanh ván mặt. Đấy, toàn bộ khung tranh này thì Đức Nghĩa làm dày dặn là 4 phân. Và tiếp đến là một lực cổ, một lực chỉ và phần chân, chân yếm này ạ. Quý vị cùng ngắm cái dáng chân cong dẻo rất là mềm mại. Và phần yếm được bo cong, đục họa tiết những chú voi kim tiền rất là đẹp. Và kê theo hình chữ U này thì hai bên chiếc văng dài này sẽ có hai chiếc đôn cao quý vị ạ. Hai chiếc đôn cao. Và bên dưới này thì Đức Nghĩa có thiết kế một chiếc ngăn kéo, nhưng mà chúng tôi chưa lắp ngăn kéo. Mặt đôn này thì sau khi hoàn thiện sẽ được đặt một tấm kính ở bên trên để quý vị có thể trang trí những pho tượng hoặc là những lọ hoa cây cảnh để trang hoàng thêm cho không gian phòng khách của gia đình. Mặt ván này Đức Nghĩa cũng đục chạm đó là họa tiết linh vật voi, những chú voi rất là đẹp. Và hai bên của chiếc văng dài này sẽ là bốn chiếc ghế đơn quý vị ạ. Mỗi bên sẽ có hai chiếc ghế đơn được xếp cạnh nhau. Quý vị cùng ngắm dáng ghế đấy. Dáng ghế rất là bệ vệ, rất là thanh cảnh. Mẫu ghế Như Ý Khánh Voi. Đây là một trong những mẫu ghế nhận được rất nhiều sự yêu thích của nhiều anh chị khách hàng.
Nhưng đặc biệt ở cái bộ sản phẩm này thì Đức Nghĩa đã có cải tiến sang cái phiên bản của năm nay, năm 2024. Sẽ có một vài thay đổi về phần trương cũng như là phần vách tựa đây ạ. Ở phần trương của ghế đơn này, Đức Nghĩa cũng làm liền khối quý vị ạ, liền khối cực kỳ dày dặn là 8 phân và đục chạm những họa tiết voi, kim tiền, xen kẽ là những họa tiết gậy như ý đây. Rất là đẹp và mang nhiều ý nghĩa phong thủy. Tiếp đến cái phần ván vách tựa lưng cũng được đục chạm họa tiết voi rất là đẹp, và hai bên cũng có hai chiếc tay. Và sau đây thì Đức Nghĩa xin phép được ngồi lên chiếc ghế đơn này để quý vị và anh chị có thể cảm nhận được cái trải nghiệm của Đức Nghĩa khi được ngồi lên chiếc ghế đơn này. Ghế rất là rộng quý vị ạ, ghế rất là rộng và hai tay rất là to bể vẻ, để tay cũng rất là thoải mái. Và cái phần tựa lưng này, Đức Nghĩa có làm một cái độ cong vát theo cái chiều cột sống của người dân Việt Nam mình, thì khi chúng ta ngồi tựa lưng sẽ rất là ôm lưng và rất là thoải mái. Đấy, cũng như cái phần trương đây, tựa đầu cũng rất là thoải mái. Toàn bộ ván mặt đều dày dặn là 2 phân và được chọn lựa vân gỗ rất là đẹp. Này quý vị cùng chiêm ngưỡng. Đấy, quý vị, những cái đường vân gỗ tự nhiên này ạ, rất là đẹp mắt. Và phần chân yếm được bo cong đây. Thông thường những bộ sản phẩm Đức Nghĩa vẫn hay sản xuất thì cái phần khung tranh này thì Đức Nghĩa sẽ làm mộng liền và mộng thủng đâm xuyên ra bên ngoài. Nhưng đối với bộ sản phẩm này thì anh khách hàng có yêu cầu là làm mộng ẩn cho anh, nên những phần khung tranh này sẽ không có những cái đầu mộng đâm xuyên ra bên ngoài quý vị. Và phần chân yếm bên hồ đây, quý vị cùng chiêm ngưỡng cái dáng chân cong và phần yếm được bo cong rất là đẹp. Ở cái phần chỉ cổ này thì Đức Nghĩa có cải tiến là có đục chạm những cái họa tiết triện để tạo thêm điểm nhấn. Bốn chiếc ghế đơn này thì có cùng kích thước quý vị ạ, chiều dài là 1m1, chiều sâu là 75 và chiều cao cũng là khoảng 1m2. Và ở trung tâm của bộ sản phẩm sẽ là một chiếc bàn rất là rộng với kích thước chiều rộng là 1m55, chiều dài là 1m55 và chiều rộng là 1m28. Trên mặt sử dụng quý vị ạ, trên mặt sử dụng phủ bì thì mỗi chiều sẽ mất ra tầm khoảng thêm 10 phân nữa. Và mặt ván thì Đức Nghĩa cũng có đục chạm một bức tranh những chú voi rất là đẹp. Đục những cái đường nét vẫn đang ở nguyên phần mộc thô nên chưa được sắc nét, thì sau phần làm nguội thì Đức Nghĩa sẽ giới thiệu chi tiết đến quý vị những cái đường nét khi mà những anh nhân công bên cơ sở Đức Nghĩa hoàn thiện một sản phẩm này. Và ở xung quanh của chiếc bàn này thì Đức Nghĩa có thiết kế đó là 4 chiếc ngăn kéo ở 4 góc để quý vị có thể cất những vật dụng cần thiết của phòng khách. Mỗi bên này sẽ có 2 chiếc ngăn kéo quý vị ạ. Bên kia sẽ có 2 chiếc ngăn kéo còn lại. Ngăn kéo là Đức Nghĩa khoét môi. Đối với những bộ sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp thì thay vì những cái núm đồng thì Đức Nghĩa sẽ làm khoét môi để quý vị tiện kéo ra kéo vào. Và ngăn kéo thì chúng tôi làm tất cả đều là ván liền tấm quý vị ạ. Ở bộ sản phẩm này thì những chi tiết nào làm liền được cho quý vị, Đức Nghĩa đều làm liền. Kệ ván đáy ngăn kéo cũng làm là ván liền tấm. Chọn lựa gỗ rất là đẹp. Thành ngăn kéo cũng rất là dày dặn. Và ở xung quanh của chiếc ngăn kéo này thì đều được kết cấu với nhau bằng cái kỹ thuật mộng thắt mang cá đây quý vị. Có dây treo và đều có hèm ván. Đấy, mặt sau này cũng vậy. Mộng thắt rất là khít quý vị, cực kỳ là bén với nhau. Rất là khít và bén với nhau. Một chiếc ngăn kéo. Và cuối cùng đó là hai chiếc đôn ngồi quý vị ạ. Hai chiếc đôn ngồi này thì quý vị có thể di chuyển tùy ý trong không gian phòng khách của gia đình. Đó. Có thể là để trang trí những pho tượng hoặc là để sử dụng khi gia đình có những vị khách quý. Với cái kích thước trên mặt sử dụng này là vuông 40. Và chân yếm cũng được đục chạm những họa tiết chú voi rất là đẹp và thanh cảnh. Bộ ghế như ý cánh voi phiên bản 2024 được cơ sở sản xuất từ 100% chất liệu gỗ hương đá đỏ nhập khẩu từ Nam Phi và được sản xuất theo kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền. Nếu quý vị và anh chị yêu thích mẫu ghế này thì hãy liên hệ với Đức Nghĩa theo thông tin mà chúng tôi để ở phần hồ sơ,
hoặc về trực tiếp xưởng sản xuất nằm tại làng nghề Mộc Vạn Điểm, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Tùy vào không gian và diện tích của mỗi gia đình thì Đức Nghĩa sẽ tư vấn số món, kiểu kê cũng như là kích thước để phù hợp. Ngoài chất liệu của hương đá đỏ này ra thì Đức Nghĩa có sản xuất từ các dòng gỗ nhập khẩu từ Nam Phi như là gõ đỏ, hoặc những dòng gỗ nhập khẩu từ Lào như là hương Lào, ngụ Lào, cẩm Lào. Mỗi chất liệu gỗ thì có một cái đặc tính riêng và màu sắc vân cũng khác nhau, nên tùy vào nhu cầu sử dụng cũng như là tình hình tài chính thì quý vị có thể lựa chọn để phù hợp với gia đình mình. Bộ ghế Như Ý Khánh Voi phiên bản 2024. Mời quý vị và anh chị chiêm ngưỡng lại một lần nữa bộ sản phẩm. Thank you.